Bộ ấm chén men hỏa biến dáng siêu quai đồng. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một mẫu bộ ấm chén men hỏa biến cao cấp của Bát Tràng. Sản phẩm với chất men loang vô cùng là độc đáo, và cái dung tích của ấm là khoảng 480ml nước. Ấm đang sử dụng một quai đồng đúc. Một bộ như ở bên trong video là sẽ bao gồm một ấm 6 chén và 7 đĩa, bộ phụ kiện 4 món và một chiếc khay di lạc. Đây là một chiếc chén có cái lòng của hoa. Đối với những cái mẫu mà chén cao cấp của Bát Tràng thì các bạn có thể nhìn thấy cái chất men của nó rất là bóng nhá. Cái chất men của sản phẩm rất là bóng và hoa vẽ ở bên trong nó cũng rất là sắc nét. Các bạn nhìn cái chiếc đĩa của sản phẩm, chất men này là men loang, men loang. Vì là cái sản phẩm thủ công vì vậy có thể là cùng một chuyến lò thì chất men nó sẽ giống nhau, nó sẽ loang như nhau. Nhưng mà khác chuyến lò thì cái chất men nó sẽ loang khác nhau nhé. Các bạn cũng có thể mua kèm thêm chén và đĩa để ghép thành bộ 8 chén, 8 đĩa hoặc là bộ 10 chén, 10 đĩa. Đề phòng trường hợp rơi vỡ thì chúng ta sẽ có đồ để thế luôn. Đấy là ở dưới đáy của chiếc ấm, rất là gọn gàng, màu men đen. Đây, cái đĩa lót của ấm, đây các bạn nhìn nhé, đĩa lót của ấm này. Cái chất men của nó nhìn rất là độc đáo, rất là hay. Sản phẩm được sản xuất thủ công tại Bát Tràng Việt Nam nhé. Đây là chiếc hũ đựng chè này. Hũ đựng chè. Sản phẩm thì còn đang để trên một chiếc khay di lạc. Đây, hũ trà các bạn có thể để được tầm một lạng trà. Đây là cái ống tăm này. Cái ống tăm, ấm chén và phụ kiện thì mình sẽ báo cái giá riêng nhé. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Đây là chiếc gạt tàn. Có một cái cốc tống để chúng ta có thể để nước thừa sau mà chúng ta tráng trà ấy, thì chúng ta sẽ đổ vào đó để đỡ phải đi ra ngoài để đổ vào. Đây các bạn nhìn thấy cái dáng ấm của nó rất giống cái siêu.